Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món củ sen xào thịt heo nhé. Thì nguyên liệu của mình đó là củ sen này, thịt heo này, hành này, hành lá, hành củ và một lát gừng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật bếp lên và trần sen. Mình sẽ thái sen. Sau khi thái sen mình sẽ bật bếp. Người mà ăn được thịt mỡ đấy thì mọi người nên mua thịt ba chỉ, nó ngon hơn nhé. Nhà mình thì hai vợ chồng thích ăn thịt nạc nên mình mua là sấn vai. Các bạn chuẩn bị một thau nước lạnh để đến lúc mà mình trần xong thì mình đổ ra cái thau đấy nhé, cho sen nó không bị nát quá.
nước để chấm. Thôi thì các bạn thả thịt vào nhé, các bạn cho một vài lát gừng vào đấy cho nó thơm. Nước nó sôi thì cái sủi bọt của cái thịt keo nó sẽ lên, và mình sẽ tắt bếp và rửa thịt dưới vòi nước lạnh nhé. Sau các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo, để mình rang thịt cho nó cháy cạnh lên. Món này rất là đơn giản, rất là nhanh. Chút cho chảo nóng, mình sẽ cho hành vào phi, cho thơm lên các bạn nhé. Mình lúc mà mình cho vào phần tiếp theo ấy thì các bạn bỏ ra nhé. Các bạn bỏ tiếp theo này, bỏ thêm một chút gia vị.
cái khói tẩm rồi nó có thêm gia vị nữa. Còn tăm này ăn thì bây giờ cho gia vị vào thì nó thấy cái xảo rất là nhanh. Thêm vào đây một chút nước mắm này, một chút một canh, và nếu các bạn ăn mì chính thì các bạn không mì chính, còn mình thì nào không ăn mì chính mình ít mì chính. Thank you.
đĩa thì mình hay ăn tiêu. Món xào mình hay cho một chút tiêu, và bạn nào không ăn tiêu thì các bạn bỏ qua bước này nhé. Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng.